Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách hướng dẫn ủi sản phẩm Đan Mạch nhé. Thì ở đây cụ thể là mình sẽ hướng dẫn các bạn ủi áo dài. Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một mặt phẳng như thế này. Thì nếu như mà nhà các bạn có sẵn cái đồ lót để ủi vẫn ủi đồ bình thường rồi thì các bạn sử dụng. Còn ở đây do cái diện tích ủi áo dài nó lớn nên mình sẽ sử dụng một tấm chăn. Mình sẽ trải phẳng như thế này. Sau đó các bạn sẽ trải sản phẩm mà các bạn cần ủi ra. Ở đây giả sử mình sẽ cần ủi cái khúc bên dưới này nha. Và mình sẽ sử dụng kim kim cài này để mình cố định. Cố định lại cái sản phẩm này. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng bàn ủi hơi nước. Sử dụng chế độ các bạn có thể điều chỉnh chế độ wool này, dùng cho len sợi hoặc là dùng nếu các bạn sử dụng đan móc bằng sợi cô tông thì các bạn sẽ dùng điều chỉnh qua nút cô tông nha. Thì trên cái bàn là của mình của mọi người nó sẽ có. Và nếu như mà móc sợi lụa các bạn sẽ điều chỉnh qua chữ siêu thì trên cái bàn ủi đó nó sẽ hiện lên các thông số để mình chọn. Và để tránh trường hợp là mà cháy sản phẩm á thì các bạn sẽ xịt ra một chút nước. Các bạn ủi qua cái tấm khăn này gì đó, sau đó mình mới ủi trực tiếp lên sản phẩm của mình. Ở đây thì mình sẽ đo cái độ giãn của sản phẩm trước và sau khi ủi nha. Thì ở đây mình đang có một đoạn chưa ủi sẽ là 25 cm. 25 cm. Thì bây giờ sau khi ủi xong thì mình sẽ đo lại xem là nó sẽ giãn là bao nhiêu nha. Các bạn kéo bàn ủi từ trên xuống dưới. Rồi. Kéo sang hai bên. Sau đó các bạn có thể rút cái phần kim cố định này ra. Chiếc tà áo dài lúc mà móc mà chưa ủi á thì mình nhìn nó sẽ không có được đều hai bên mép, rồi nhìn họa tiết nó bị rúm lại, nó không có đẹp. Nhưng mà sau khi ủi xong sản phẩm của mình nó sẽ căng và nó sẽ rõ họa tiết. Khi mà mình móc táo dài á, bằng sợi á, mà mình không biết được độ co giãn của sợi như thế nào sau khi ối thì mình nên móc trước một đoạn thôi. Một đoạn là sau đó mình 5 khoảng 5 đến 10 cm thì sau đó mình ối. Ối thì xem là từ cái lúc mà mình móc 5 cm, 10 cm chịu ối á, và sau khi ối xong thì độ co giãn của nó như thế nào. Sau đó mình xác định là mình móc táo dài bao nhiêu thì nó sẽ chính xác hơn. Tránh trường hợp mình không có ủi thử rồi mình móc xong rồi thấy tà dài hơn hoặc là tà ngắn hơn cái mong muốn của mình. Rồi. Ở đây thì mình ủi cả hai mặt luôn. Ủi cả hai mặt của tà áo dài luôn.
mình cũng sẽ ủi trước khi giặt. Sau đó mình giặt xong rồi mình đo lại, sau đó mình sẽ ủi lại xem là độ co giãn của nó như thế nào. Thì sau khi ủi xong thì các bạn sẽ tắt đi nhé. Bây giờ mình sẽ đo lại xem là cái độ co giãn của cái tà áo dài này sau khi mà đo xong với trước khi sau khi ủi xong với trước khi ủi thì sẽ là bao nhiêu. Lúc đầu mình chưa ủi thì đo của nó sẽ là 25. Thì bây giờ này, của nó đã được tới 32 cm. Này. cm là tăng 7 cm đó, thì tùy theo cái độ giãn của sợi như vậy mà các bạn sẽ móc áo dài tương ứng. Đó, thì sau khi hoàn thiện xong viền và các thứ thì mình sẽ ủi lại chiếc áo dài này. Thì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn ủi một phần như vậy thôi để các bạn có thể ủi các sản phẩm đan móc của mình. Thì tất cả các sản phẩm đan móc mình đều sử dụng bàn ủi hơi nước này để mình ủi hết. Đây mình sử dụng móc bằng sợi tơ bóng chập 6. Chập 6. Sợi này sợi ngũ sắc rồi nên mình sẽ không sử dụng họa tiết nào hết, mình chỉ móc vào mũi kép và mũi bính thôi. Thì xong xong phần hướng dẫn ủi sản phẩm đan móc rồi. Thì sau chiếc áo dài thứ hai này nếu mà ok mình sẽ móc tới chiếc áo dài thứ ba. Và chiếc áo dài thứ ba thì mình sẽ sử dụng họa tiết là ghép. Thì nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ quay để hướng dẫn móc cái chiếc áo dài sử dụng họa tiết ghép nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.